mọi người. Rồi hôm nay là các em sẽ đến với các bạn một ca bớt ô ta nha các bạn nha. Đây là một ca bớt bẩm sinh ha, và bé này bị như thế nào mình có thể thấy chút xíu. Đây là da bé này là lúc mà đầu tiên bé đến với Angelia này, và da bé hôm nay chút xíu bé nhà mình coi ha. Rồi theo cho con hỏi chút nha, con tự cái bớt này lâu chưa? Bác Trâm có lấy được cái tiếng bé? Dạ được. Bé con bị lâu rồi, từ nhỏ ha. À, từ lúc con mới sinh ra như thế nào? Bé nó cảm thấy nó đậm hơn. À, rồi từ đó tới nay con có điều trị ở đâu chưa? Rồi con điều trị ở Benzia thì con thấy cái cải thiện nó đỡ không? Bởi vì con thấy đỡ được bao nhiêu phần trăm? Trên 50%. Mỗi lần điều trị con cảm thấy giác bị đau hay gì không? Con có bao giờ con bị sau khi điều trị xong con bị đóng này chắc da gì không? Con có cảm thấy vui sau khi mà con đạt được cái quả chứng da không? Ít ra là một sữa tiện cho đi được không? Khi mà con cảm thấy nó sắp tốn trong cái ngày ngày bé thì con có cảm thấy khó chịu gì không? Có bị bạn bè cặp từ nhỏ đến lớn thì quen không? Bỏ qua có một đứa cặp rồi, rồi cái đứa đó bây giờ sao? Hả? Thì con đã cô rồi giờ còn chơi vui không? Okay. Rồi bây giờ là mình sẽ đến với ca bé bé này ha. Bé này rất là dễ thương nè, và Angelia cũng đang phục hồi coi như là con hồi xưa ha. Đó ha, bây giờ cái cô gái của con đã rất là nhiều rồi, bây giờ chắc là nhờ camera mình quay toàn cô ha. Rồi, đây là da của bé ha. Đó. Rồi, đây là da của bạn ngày hôm trước, hôm đầu tiên mình thấy rõ. Đây, đây cả nhà nhìn thấy rõ ha, hai cái khung da, cái vùng trán của bé là gần hết rồi, và còn cái vùng gò má của bé thì đỡ rất là nhiều, nhất là cái vùng gần trên mắt ha. Đó, đây là lúc đầu tiên của bạn ha. Đây, ngày hôm nay của con. Con cũng rất là giỏi, con chịu đau tốt nha. Tại vì đối với những cái vết sắc tố mà mình gặp chung giống như vậy thì khi mình điều trị thì cũng khá là đau nha. Và bây giờ mình sẽ đến với cái ca điều trị tiếp theo này nha cả nhà nha. Rồi bác chúc con nhanh đạt kết quả tốt nha. Yeah.